Xin kính chào người ở dưới xuôi, xin kính chào các thượng đế. Báo cáo với các thượng đế ngay và luôn cho nó nóng. Ngày hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng. Sáng ra đã có một thượng đế có cây bụng tốt ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, mang biển số 89, đã trần văn chốt 20 cuộn băng cassette, 30 cuộn chứ, 30 cuộn. Thế có ưng cái bụng không? Đúng là một người anh em có cái bụng tốt, bụng tốt. 20 cuộn băng cassette loại Sony HF90. Nội dung chương trình thì thâu nhạc vàng, vừa trước 75 vừa sau 75, thêm tí tân cổ cải lương. Đấy. Và 10 cuộn băng Maxen UD2, băng cụ tổ. 10 cuộn băng Maxen UD2 100.000 đồng một cuộn, 10 cuộn là 1 triệu. 20 cuộn băng Sony HF90 50.000 đồng một cuộn, 20 cuộn là 1 triệu. Tổng thóc là 2 triệu đồng. Ngài Thượng Đế có cái bụng tốt ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương. Vì Ngài đã thực hiện cái quyền đó là được chuyển thóc ngay và luôn. Ngài đã chuyển đủ cho mình 2 triệu đồng rồi. Trân trọng cảm ơn Ngài Thượng Đế có cây bụng tốt ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đây là những cuộn băng cassette mình thâu rồi, thâu nội dung chương trình rồi. Đấy, thâu nội dung chương trình rồi. Thì cái này là băng cụ tổ thì để riêng vào một hộp. Thế còn băng Sony HF90 thì để riêng vào một cái thùng. Đây là cái thùng. Đấy, thì trong cái thùng thì lại chia ra hai cái thùng. Một là nhạc trước 75, hai là nhạc sau 75. Lại còn một cái bịch, lại một cái thùng nhỏ nữa là để tân cổ với cải lương các thứ. Nên là quý vị và các bạn, các thượng đế trên giải chữ S mà có nhu cầu mua băng cassette thì cứ liên hệ với số máy 0368888479, sẽ được sở hữu những cuộn băng cassette. Nó đưa ra một chất âm vỗ đùi đen đét, mà thóc thì nó lại mềm mại và êm ái, không làm sao mà phải nghiến răng ken két vào để mua cuộn băng cả. Cho dù là răng còn chắc, thế nhưng mà răng còn chắc thì để dùng vào việc khác, chứ không nhất thiết là không cần thiết luôn ý. Không cần thiết luôn là phải nghiến răng vào mới lại mua được cuộn băng nha. Băng của lão nông thì mềm mại với êm ái rồi, thế còn âm sắc thì vỗ đùi điên đét. Còn bây giờ trân trọng kính mời các thượng đế cùng xem hãng Technic người ta thiết kế cái bộ cơ. Đây là cái đầu đếch Technic M3 số 2, Technic M3 số 2. Đầu này thì nó hơi cũ một chút. Đầu này hơi cũ một chút. Đầu này của một người thượng đế ở Bắc Ninh, mang biển số 99. Đấy. Đầu này khi mà tới đây ấy, qua mình có một cái video khi tắm rửa ấy, nó còn bùn đất dầu mỡ các thứ cơ. Nhưng bây giờ tắm rửa rồi các thứ thì nó sạch đẹp như thế này đấy nha. Đấy. Ở cái model thì đây là cửa băng này, Technic M3 số 2. Đấy, Technic M3 số 2. Đây cửa băng. Bây giờ xem bộ cơ nhá. Xem cái bộ cơ. Để về nội thất thì đúng rồi, nội thất cũng như ngoại thất, con này thì nó hơi cũ một chút. Thế nhưng mà nó cũ thì nó vẫn là đầu Technic. Mà nó mới đến gọi là hàng đấu eBay Amazon về thì nó cũng chỉ là cái đầu Technic, chứ nó cũng chẳng hơn được nhá. Đấy, cho dù cũ hay mới nó vẫn là cái đầu Technic. Đấy. Đây bộ cơ của nó gì. Hôm qua mới thay cái vòng cao su thì chia sẻ với lại quý vị và các bạn rồi, cái video đêm ngày hôm qua về cách thay cái vòng cao su, cách đặt vòng, đặt cho nó chuẩn. Khi mà đặt vòng nó an tâm lắm, chứ chưa đặt vòng thì nhiều khi còn thấp tha thấp thỏm ấy. Thế nhưng mà khi đặt vòng rồi đúng gọi là cứ thoải con gà mái luôn, không làm sao mà phải lăn tăn, không làm sao mà phải suy nghĩ cả. Đấy, thì hôm qua chia sẻ với quý vị và các bạn rồi, cái cách đặt cái vòng làm sao cho nó chuẩn thì nó phát huy được tác dụng. Bây giờ thì Play là nó khỏe rồi đấy, rồi tháo ra thay cái dây Cura nữa thôi. Ở cái bộ cơ đầu đếch Technic M3 số 2 này chạy 3 cái vòng cao su nhá, một cái vòng để hai cái vòng để tua, còn một cái vòng để Play, chạy 3 cái vòng cao su. Bánh tì thay rồi này, nhưng mà cái đầu này chỉ thay bánh tì này thôi, chứ thay bánh tì thượng hạng 100.000 đồng một cái vào là e ngài không ưng cái bụng.
Đấy. Thế còn cái bánh tì này thì 20.000 đồng một cái thì bắt buộc phải thay. Thì cái bánh tì cũ này nha, nó chai rồi, bắt buộc phải thay. Cái này thì không hỏi. Thế nhưng mà thay cái loại bánh tì cao cấp thượng hạng là phải hỏi. Còn đây là mặt dưới của bộ cơ này. Riêng cái bánh đà này nó nhìn, cầm cái bánh đà chưa cần cầm, chưa cần sờ, chỉ cần nhìn đã thấy sướng rồi. Trên thực tế thì trong cuộc sống thì chúng ta thấy rồi, có rất nhiều cái mà chỉ cần nhìn đã sướng rồi, chứ chưa cần sờ. Chứ còn sờ vào thì đương nhiên là càng sướng. Đây, cái bánh đà nó to này nhìn đã sướng rồi đúng không? Sờ vào còn sướng hơn. Và khi mà được cầm vào nữa thì thôi, sờ vào là một chuyện, nhưng mà được cầm vào nữa nó sướng cả người lẫn tay, nó sướng cả tay lẫn người. Cái bánh đà nó to như này cầm nặng trịch. Thế còn ví dụ mình sờ vào thì mình không cảm nhận được cái độ nặng của nó. Cái này nặng trịch, rất chiền nặng. Cái này kiểu bằng, không phải bằng sắt đâu, nhưng mà nặng, nặng như sắt ấy. Bánh đà thường mình thấy là người ta làm bằng gang hay bằng cái gì, bằng hợp kim hay cái gì cũng chả biết đấy, nhưng mà nặng lắm. Nặng này. Đấy. Còn đây là cái hệ thống bay răng để nó kéo cái bộ cơ lên. Kéo cái bộ cơ lên. Bánh đà to nha. Đây. Còn toàn bộ bánh răng các thứ đây này. Đấy cái thằng cu này này. Cái thằng cu này là để nó tờ cái bộ cơ lên, chứ nó cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Đấy. Bộ cơ này cũng không phức tạp, cũng đơn giản thôi. Đơn giản thì nói quá, nhưng mà cũng bình thường, cũng ở cái mức độ bình thường. Chứ lắm cái bộ cơ nó lằng nhằng lắm. Bộ cơ đầu đếch technic này nó cũng được bình thường, chứ nó cũng không phải đơn giản. Đây. Đấy, chỗ này công tắc tiếp điện này. Đấy, người thợ trước người ta đổ keo vào này. Thì cái đầu đếch, cái đầu này nó cũ như thế này rồi thì cũng không biết là qua bao nhiêu tay cao nhân rồi. Nhưng mà chắc chắn đây là lần đầu tiên mà vào tay của người nông dân. Chứ còn trên đời này thì chỉ có những cao nhân sửa đài với lại sửa đầu đếch thôi, chứ mỗi mình là nông dân độc nhất vô nhị. Đang quay video lại có số điện thoại 0801. Tắt đi ngay, nó che cái màn hình. Đồng chí thông cảm cho. Chắc lại chốt băng đấy này. Chạy ba cái dây cao su, ba cái dây cua roa. Nhưng mà cái dây này người thợ trước lắp không đúng. Không đúng ở cái chỗ là cái dây này bản bé. Bản có 3, cái dây này phải lắp bản 5. Bản 5. Bản 3 vẫn được thì nó không bền. Bản nó bé nó không bền. Bản bé không bền nha. Đấy. Kích thước của nó là một chuyện rồi, nhưng còn cái bản này này, cái bản này của nó này, cái này phải lắp bản 5. Bản 5. Đấy, chứ còn cái bản này bé. Bản này chỉ lắp vào đài thì đẹp, vào đài thì đẹp. Đấy, chạy hai cái dây vuông một cái dây dẹt. Chạy hai cái dây vuông một cái dây dẹt đây. Đấy, còn cái thằng cu này là cái thằng cu mà nó ăn vào cái vòng cao su để khi bờ lây đấy. Đây. Cái bánh này có cái khía này. Điều tốc này. Đấy. Mà mình chả biết có phải điều tốc không, nếu mà nó không phải điều tốc thì quý vị và các bạn thông cảm cho. Đặc biệt là có cao nhân nào mà vào xem kênh YouTube của mình những thông cảm cho. Vì mình là nông dân. Duy nhất nước Việt chỉ có một nông dân Khang là sờ lần đài với đầu đếch thôi. Chứ còn những người sờ lần đài với đầu đếch khác, họ toàn là cao nhân. Họ có kiến thức uyên thâm về điện tử, thậm chí có thể nói gọi là có trình độ hiểu biết uyên bác về điện tử nha. Hồi thế đã chia sẻ với quý vị và các bạn cái bộ cơ đầu đếch Technic M3 số 2. Bây giờ mình dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt.